Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên đã triển khai thực hiện rộng khắp hướng về khu dân cư các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng trí tuệ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhận được chủ trương mở rộng đường khu phố Đằng Châu, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dân ở phường Lam Sơn tự nguyện dỡ 4 gian nhà cấp 4, xây lùi vào trong, chặt 5 cây nhãn cổ thụ và hiến gần 100 mét vuông đất để làm đường. Giờ đây trung bình mặt đường rộng 5 mét. Đảng và nhà nước có chủ trương mở rộng đường vào khu di tích Đền Mây. Gia đình nhà tôi đã được trên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và xuống đã họp cùng với cụm dân cư. Và gia đình nhà tôi đã tự nguyện thôi như là tháo dỡ để tạo điều kiện cho công trình được thi công được thuận lợi. Trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn đã phát động được hàng chục hộ hiến đất làm đường, xây dựng được trên 20 km đường giao thông tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền người dân phát triển, mở rộng sản phẩm Việt Gáp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người dân trong nước. Cũng như nhiều hộ dân tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, ông Bùi Văn Nhã sớm đưa cây nhãn phát triển theo hướng Việt Gáp. Tổng diện tích nhãn nhà ông là gần 1 mẫu, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi. Do biết cách chăm sóc và tuân thủ đúng quy trình, điên nhãn của nhà ông được đánh giá là mẫu mã đẹp, sai quả ngọt đậm. Cũng nhờ đó, giá trị cây nhãn mang lại cao, bình quân ông Nhã xuất buôn 20.000 đồng 1 kg, mỗi năm thu 4 tấn, trừ chi phí gia đình ông thu lãi trên 50 triệu đồng. Chúng ta làm theo quy trình Gáp, làm theo quy trình thẻ, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau coi là phòng trừ sâu bệnh, thì nó có ra cái sản phẩm đồng đều hơn và sản lượng sẽ tốt hơn. Thế từ đấy đầu ra thì vùng Việt Gáp người ta sẽ có nhiều khách về tham quan và học hỏi, thì tự nhiên là cái vấn đề cái quảng bá thương hiệu nó được tốt hơn, nhiều người nhận biết. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động quyên góp xây mới và sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết. Ông Vũ Xuân Trân ở thôn Kẻ Châu Ba, xã Phú Cường là gia đình khó khăn. Năm 2018, nhà sập nên ông phải vay mượn của họ hàng để xây dựng nhà ở. Nhận thấy đây là hộ khó khăn, Mặt trận Tổ quốc xã trích 5 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để tặng gia đình ông. Cái nhà cũ kia tôi nói thật ra, tôi nghĩ ra, tối đến nó thật ra mưa là mỗi giường phải vài cái chỗ thau để hứng. Như cái nhà này thì yên tâm rồi. Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2019-2020, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cùng các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực vào cuộc. Tổng hai đợt là 41 hộ được hỗ trợ xây mới về nhà ở đang hoàn thành. Chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền, rồi là cấp thì cũng đã làm cho các cái thủ tục hồ sơ. Đặc biệt là năm 2019 thì cũng có 4 hộ gia đình thì đã sửa chữa nhà đại đoàn kết. Và trong đó thì có 2 hộ thì đã xây mới. Thì cơ bản là các cái hộ thì người ta cũng phấn khởi về trước cái nguồn vốn, tuy nó không nhiều, thế nhưng mà các hộ cũng đem lại một cái sự cổ động và động viên cho hộ gia đình. Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong thành phố thời gian qua đã có bước chuyển biến mới quan trọng. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên đã huy động sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức triển khai tập trung thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.